Tại sao mình không lợi dụng cái điều đó
kết hợp để có thêm. Trước khi mình mời được các em cũng sung sướng, em cũng thích lắm, cũng gắn liền với anh những ngôi sao lớn. Trước khi mình đang lợi dụng được cái sự hóa các em đó thì kết hợp thôi, và nếu nó phù hợp không đủ cái đưa ra ý tưởng thì các bạn là chị ngay, nhưng cũng không có thể nào đưa một bài bolero để các bạn xem và hoặc là cái khác đi đúng đồ chơi và cái khả năng các bạn hiểu chơi được, và hơn muốn có sự kết hợp táo bạo. Và hiện nay với Linh Sinh là cái người rapper là đã có được nhiều người yêu thích nhất luôn, có sự ảnh hưởng rất lớn, cũng có cái màu sắc âm nhạc đối với mình quen nó sẽ khác và mình hoàn toàn đây là cách mà mình quyết định thay đổi một góc nhỏ để chiếm lấy cái tim của cái nhạc trẻ. Dạ vâng, chắc chắn gì đó rồi.